nhờ gì mũ đơn này, như là bán mid này đúng không, tạo hệ thống kênh này, tạo hệ thống kênh này, hệ thống kênh hay tạo ra Shopee này, bán xuất Shopee đúng không, xây dựng Shopee này, hay là tạo ra các vấn đề về chỉnh sửa hình ảnh này, hình ảnh này, làm content này, content này đó, content này đây. Đây là các cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý tập trung. Đây, như cái màu đây là màu tím này, màu đỏ đây là những cái mà chúng ta, đây là sản phẩm cụ thể, đây là sản phẩm cụ thể, đây là vấn đề, đây là vấn đề, đây là vấn đề. Đây mọi người phải chia ra các nhóm như vậy. Đào tạo này. Và chúng ta không có tập trung được như thế này là chúng ta sẽ sớm muộn thì chúng ta sẽ xác định luôn là chúng ta sẽ thất bại đó. Và nó có ba cái nhóm như thế này. Bây giờ nhá, sản phẩm chiến lược, bây giá cả đây, giá cả, bây ví dụ như một cái áo hút đi mình lời 50.000, lời nhẹ thôi đúng không, 50, 30 đến 50, cho là 50 đi, hút đi mà không lời 50, trong khi đó cầm giá mà giá đó là admin, nói thật sự luôn là anh em mình bán lại admin lời bằng cái chi phí vận hành thôi, giá của admin đưa cho anh em mình có 5.000, 10.000, mà nếu mà tính về cái chi phí đóng gói là nó không có lời gì hết, cả nhân viên quản trị nó không có lời gì đâu, chỉ bán lẻ lời thôi. Nhưng cái chỗ này mà nó có 70-80.000 một sản phẩm mà bán 250 rồi hoặc là 199 rồi bán cao lên, đó là tại sao mà ông Duy ông có tiền là vậy đó đúng không. Và mấy ngày này như không thu tiền anh em mình về trong vấn đề về training đào tạo thêm nữa, đến thời điểm này là mọi người học full kỹ năng luôn rồi đó, còn gì nữa đúng không. Áo thun thì mình lời khoảng tầm 20.000 hay 30.000 đi đúng không. Áo khoác lời cũng khoảng tầm 50, phụ kiện điện thoại cho là gì, cáp sạc tai nghe thì cứ lời nhẹ nhàng 30 thôi, cho nó dễ bán nhé, cho dễ bán, cạnh tranh sát phạt luôn, 50 tai nghe đúng không, 30 đi dự phòng, 50 đi đúng không. Đào tạo này thì nó có cái ngân sách rồi, đào tạo như digital 5-3-15 thì 500, Shopee 35 339 đây 900, marketplace 7321, dropshipping 21, affi 3 3515, content 893 9327, sale 9327, website 3515, đây, dịch vụ bút, bút thì tùy gói, là gói thấp nhất là tệ nhất là bút 1 đi là 7 7214, nick 50, hệ thống kênh cái này mà chốt được từ 15-20 thì 15-20 triệu ấy, là khoảng tầm 20% gì đấy, cho 20 đi nó sẽ là như nào. Vậy một cái hệ thống kênh nho nhỏ đó khoảng tầm 15 triệu, thì nhân 15 triệu mà mọi người không cần phải làm gì ấy. Nếu mà trong trường hợp mọi người không cần phải tham gia bất cứ một cái thứ gì, 15 triệu chẳng hạn, nhân cho 20%, nhân cho 15%, là lúc này mọi người đã đạt được khoảng tầm 2.250 rồi. Shopee, xây dựng Shopee nữa thì đã tùy bán, bây giờ bán Shopee, kênh Shopee ấy, như là một cái Shopee bình thường là 500.000, 150k, hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, content này thì admin cứ lấy là 100.000 một job, 100.000 một job đi, content, xây dựng content và sale nữa nhá, content và sale top nữa nhá, đây nhá. Mình phải làm ra cái hệ thống này. Khi mà học xong cái chỗ này mọi người sẽ thấy đẳng cấp luôn, khoảng tầm 200 đi. Thì bây giờ giả sử chỉ cần một tháng mỗi thứ một sale thôi, theo cái công thức tính mà hôm trước admin đã làm ở trong hệ trong special rồi. Trong special rồi. Là trong đó là mình đã đưa cho anh em mình về cái hệ thống rồi, hệ thống thời gian làm việc,
các vấn đề này, đúng không? Nó cực kỳ là chi tiết rồi. Và hôm nay cộng với cái vấn đề này nữa, mọi người sẽ hiểu được là bản chất nó là như nào, hệ thống là như nào. Đây này, hôm trước là cái hệ thống kế hoạch của làm việc này. Đó. Đấy, hệ thống làm việc nhé. Hôm trước cái hệ thống làm việc ở bên này, mình đã để bên này rồi. Đấy. Đây này, phần làm việc cực kỳ nhiều vấn đề. Đấy, đó là thời gian biểu làm việc ở chỗ này, anh mình in ra rồi anh mình tự viết vào. Anh mình làm vào một cái khung như thế này. Và em mình sẽ gửi cho anh mình cái này. Sau đấy mình sẽ tự viết ra, in ra giấy A4. Đúng không? Hoặc là làm online nếu mà có thời gian in cái thời gian biểu này ra, sau đó mình viết lên, cứ nhìn như vậy mà làm thôi. Từ thứ hai tiến độ bao nhiêu, thành công hay không, đúng không, hoàn thành thì mình đánh tích vào đây, mình đánh chữ V vào đây. Đấy, định dạng này, đèn hộp kiểm vào đây, ví dụ như vậy, đúng không? Mình làm cái gì xong ấy mình đánh tích vào đây, đúng không, tích vào đây này đó. Làm gì xong thì mình đánh tích vào đây, tích vào đây. Đó, chưa xong thì mình đánh bỏ qua, đúng không? Thì mình biết được cái hiệu suất tiến độ ngay thôi, gì đâu. Đó, cộng với cái việc này, bây giờ giả sử nhá, một ngày á, một tháng này mình có một mỗi thứ một sale ấy, thì sẽ là gì? Đúng không? Nếu giả sử một tháng mình có một sale ấy, là mọi người sẽ như thế, như thế này. Đó, nhìn thấy. Đúng không? Là mọi người có 9 triệu. 9 triệu nhé, đây là một sale nhé. Admin chưa tính cái hiệu suất mà nó là như thế này. Chưa tính cái hiệu suất mà các cái bán lẻ này nó như vậy. Bây giờ đấy là một thứ một sale nhé, nhưng mà cái câu chuyện nó không phải dừng lại đó. Bây giờ giả sử là bây giờ nhá, mình muốn đặt cái target này, đặt target trong một tháng này, thì từ cái này á mình mới quay ngược lại cái bảng. Từ quay ngược lại về cái bảng này, từ cái bảng đó mình quay ngược lại cái bảng về thời gian làm việc này, đúng không? Tất cả mọi vấn đề về úp bài làm sao, như thế nào ấy, mục tiêu nó là như thế này nữa. Thì mình mới có thể phân chia được target của mình trong tháng này 5 triệu thôi chẳng hạn 5 triệu thôi, 5 triệu, 5.000k. Thì bây giờ phân ra cái cụm này này, cái cụm màu xanh này đó, tổng cái cụm này đúng không, còn màu vàng này, tổng cái cụm mà màu dịch vụ này phải chia ra, tại vì không có ai làm tập trung hết được, tại vì cái hiệu suất mà lao động tập trung của người Việt Nam này riêng về vấn đề bán lẻ là mình cảm thấy là mình bán chán, mình lúc mà không có người tư vấn thì lúc ấy mình làm gì, chơi game mà, đúng không? Không có người tư vấn, không có người đào tạo thì lúc ấy mình chơi game mà, hay là mình làm gì? Thì lúc này mình cũng quay lại vấn đề là mình làm xong rồi thì mình sẽ xây dựng hệ thống kênh này, bút đơn đào tạo là dịch vụ này, làm blog, website, các thứ ở trong này. Đấy, cái bảng này, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta xác định là bây giờ chỉ là target 5 triệu, nó là một cái câu chuyện đơn giản, đơn thuần. Thì cái chỗ này bán lẻ mình được khoảng tầm 2-3 triệu đi, 3 triệu hoặc 2 triệu rưỡi đi, 2.500k, thì còn 2.500k nữa thì vài đào tạo chỉ cần 1.000, 2.500. Bản thân chúng ta làm việc không có kế hoạch nên thành ra là chúng ta bị khó khăn, đúng không? Chúng ta làm việc không có kế hoạch nên chúng ta bị khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta triển khai. Đấy, bây giờ như này, nó không là đây là đủ 5 triệu là bằng tổng rồi, bằng tổng 5 triệu. Thì bây giờ 2.500k từ bán lẻ này, mình sẽ bao nhiêu đơn, mình chia ra bao nhiêu đơn của cái gì? Ví dụ như mình tập trung vào hoodie hay áo khoác, thì bây giờ mỗi cái này bao nhiêu đơn? À, bây giờ ví dụ như này, mình tính cái hiệu suất làm việc ở trong cái khung này đi, kéo dài ra trong cái khung màu xám này, đó, kéo dài ra. Bây giờ là 2.500, chỗ này target là 500k tổng này, 2.500 này, 2.500k nhá. Bây giờ nhá, 2.500k này đi bán hút đi chẳng hạn, tức là bây chia nhỏ ra nữa, 1.000 doanh, tức là doanh số hút đi á là mình phải được khoảng tầm 1 triệu lợi nhuận nhé,
rồi là áo khoác, các vấn đề khác mình là 1 triệu đi, admin lấy không biết, các bạn chia càng nhỏ ra thì càng dễ tính. Bây giờ ví dụ như là admin chia ra 500 nghìn thôi, áo hoodie này, 500 nghìn áo thun này, 500 nghìn cái bán phụ kiện điện thoại này, 500 nghìn về bán cắp sạc tai nghe chẳng hạn. Ví dụ vậy đi, còn một số cái kia mình bán kèm theo, nó không phải là sản phẩm chiến lược. Sản phẩm này là sản phẩm chiến lược, là tùy vào cái vấn đề mục tiêu của mọi người ấy, nhá. Admin đây là ví dụ chứ không phải là tập trung như này, nhưng mà ngày xưa admin là tập trung như này để gì, để như này đi, để như thế này này, từ vấn đề này nhá, 500 mà đây là tỷ lệ lợi nhuận, tức là mình cần lấy 500 này bằng này, đây là số lượng tiền target nhé, tiền lãi này. Còn bên này là bây giờ chúng ta phải xác định được cái là như này, bản thân em mình chắc chắn luôn này, mình không khẳng định luôn này, mình không làm điều này nên ra chúng ta bị xa vào cái trường hợp là chúng ta không có định hướng gì cho cái target mục tiêu của mình ấy. Nên target lan man mà làm một cái thời gian đó là chẳng biết là bắt đầu từ đâu. Xong cái bảng này nữa, ghim cái bảng này vào trong, vào lên trên màn hình desktop hay là in nó ra luôn, dán lên trên tường ấy. Tại vì nó là target, nó là deadline. Nếu mà không có deadline này này chúng ta sẽ làm không bao giờ được, không bất cứ được cái một cái gì ấy. Rồi bây giờ số lượng đơn này, lượng đơn hàng cần bán được, cần đơn hàng, cần có đơn hàng, cần có để đạt được cái chỉ tiêu này bằng này, chia ví dụ áo hoodie chia cho đây, đấy đây tính ra luôn được ạ, tính ra luôn các sản ví dụ như này là chỗ này nhá, tổng lượng đơn cần có này. Tại vì chia có 50 500 nghìn mà chia cho 30 nghìn nó lẻ đơn ra. Nói chung là gần 17 nghìn đấy. Nếu mà tổng tổng ra thì số lượng đơn cần có cái chỗ này là bằng sum. Đúng không ạ? Enter luôn là 53 đơn hàng. Được chưa? 53 đơn hàng này. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không ạ? Tức là lấy lãi chia ra số lượng lời, nó sẽ ra được số lượng đơn mà các bạn dự bán cao hơn thì các bạn sẽ lời cao hơn. Cần có 53 đơn thôi đối với cái này trong một tháng trời, trời ơi quá ít luôn á, sao mà nhiều được, 53 đơn là chúng ta đủ sống rồi, như này mình cảm thấy đủ sống rồi, anh bánh mì thôi đúng không, đủ sống lắm rồi, là cộng với cái công việc chính nữa là đã dư lắm rồi. Nhưng mà 53 đơn này đây là mục tiêu gọi là target tối thiểu thôi nhá, còn lại muốn cao cấp hơn thì chúng ta phải làm nhiều hơn 53 đơn này nhá. Mà hiệu suất của 53 đơn này, tức là bây giờ mình đơn cần có là 53, 53 là cho tròn 54 đơn, 54 đơn, 54 đơn, hiệu suất của nó là 100%. Nói chung là cái này bây giờ mình tính ra là cái tỷ lệ này, hiệu suất này, hiệu suất chốt sale ấy. Hạ dụng, hiệu suất hạ dụng đây là 100%. Thì sẽ chia làm sao cho em mình dễ nhìn này, 100% hiệu suất. Bây giờ chúng ta chỉ tính rằng là hiệu suất 100%, nó là rất là lớn để đạt được cái con số này. Thì bây giờ tỷ lệ chốt sale, tỷ lệ mà chúng ta muốn có một cái lượng đơn này chỉ là cần 20% chuyển đổi thôi, 20% chuyển đổi, 20% chuyển đổi nhá, 20% chuyển đổi, 20%, 20% này. Tức là bây giờ để làm sao để có 54 đơn này á, bây giờ là admin sẽ tính ra được cái hiệu suất mà các bạn cần target luôn này. Là bây giờ 54 sẽ bằng 54 này nhân với số lượng khách hàng, một khách hàng mà khả năng mà người ta muốn mua đấy, là cái số lượng mà người ta có nhu cầu ấy, hoặc là người ta sẽ rep tin ấy, hay là người ta sẽ inbox mình á, nhân lên nhân 100 chia cho 20, số lượng người mà chúng ta cần target ấy, là 270 người, tách ra người cần target này, người cần target, số lượng mong đơn mong muốn này, đơn mong muốn
Đời mong muốn là 54 thì bây giờ là sẽ bằng á là 54 này nhân cho 100% chia cho 20. Nếu mà hiệu suất này á sẽ bằng số lượng đơn, bằng số lượng đơn này nhân hiệu suất chia 20. Ví dụ như là cái hiệu suất mình ít thôi ấy, 10% thôi chẳng hạn, thì mình cần phải 540 người. Đó là khách hàng tiềm năng, người ta ghét và khách hàng tiềm năng cho nó dễ hình dung. Là hiệu suất chốt đơn của mình là nó chỉ là nó nhỏ thôi ở đây để cho nó dễ đúng không, để cho mình tăng cái tỷ lệ lên. Ví dụ như là mình tăng lên 25% thì là mình cần phải tiếp cận 216 người. Thì 216 người này là cái người mà khách hàng tiềm năng nhá, để tạo ra được 54 đơn hàng này thì bây giờ á chúng ta sử dụng bao nhiêu kênh từ cái chỗ này này, từ cái số lượng đơn hàng này bây giờ chúng ta mới phân ra bao nhiêu kênh để chúng ta bán đúng không? Marketplace chúng ta cần đăng bao nhiêu là chúng ta đã có cái kết quả này rồi đúng không? Là bán hàng trên group, bán hàng qua sự giới thiệu này. Đấy, tuyển cộng tác viên nó bán cho mình này đúng không? Vấn đề về Shopee nó sẽ bán cho mình được bao nhiêu này đó. Ví dụ như là 260 là cái tổng 260 này, 216 người, ví dụ như chỉ là em là 10 25%, tức là tiếp cận được với 216 người. Ví dụ như là trong cái nhóm này đi, trong cái nhóm đào tạo này của admin này là có 11 bạn, có 10 người đúng không, 10 người đang Zoom này. Bây giờ admin tạo ra một cái khóa học gọi là khóa học đẳng cấp đỉnh cao luôn, học đó 100% sẽ thành công mà gì ạ, hiệu suất là 30%, tức là 10 người đang trong mọi Zoom này sẽ có 3 người học đúng chưa. Thì bây giờ là để có 54, để có 3 người học này thì admin cần hiệu suất với 30% là có 10 người tham gia là sẽ được 3 người rồi đúng không, 10 người tham gia học sẽ có 30% được chốt sale là 3 người sẽ được chốt sale, tỷ lệ ví dụ như 100 người thì sẽ được 30 người. Thì đây cái hiệu suất đơn mong muốn này đấy, nó là cái vấn đề như thế, đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ lại chia ra vấn đề về kênh, chia ra vấn đề về kênh là bây giờ để có từng ngày đơn đấy đúng không, để có 54 đơn hàng mong muốn thì cần phải target tới 216. Mà 216 này bây giờ là hệ thống kênh này là bao nhiêu kênh, một kênh, hai kênh, ba kênh, bốn kênh, năm kênh, mà 216 này chia cho năm, 216 này chia cho năm nữa sẽ bằng chia cho năm, chia cho hệ số kênh nữa, là mỗi kênh này sẽ giúp mình target được khoảng 44 khách hàng tiềm năng, là mình sẽ đạt đủ cái mục tiêu này. 44 người trên market, trời ơi, là một con số bé. Đăng bao nhiêu bài bây giờ từ cái số này mình tính ra được đăng bao nhiêu bài để tương tác được với 44 người này đúng không, lại là hiệu suất 25% nữa, lại là hiệu suất 25% nữa là bằng 44 này nhân nhân cho 100 lại chia cho 25, chia cho 25 nữa là bên trên marketplace là mình cần tương tác với 100, mình cần tương tác với 100 bao nhiêu ạ, 170, có nghĩa là mình làm trên bài, đăng bài trên marketplace làm sao đấy, bài marketplace chỉ cần tương tác được 176 cái khách hàng tiềm năng thôi, với tỷ lệ hiệu suất là 25% chuyển đổi thực tế là mình sẽ đạt được 44 đơn trên kênh marketplace, trên group cũng như vậy. Mà 176 người dễ không ạ, vô cùng dễ. Nếu mà cái hiệu suất này nó giảm xuống 20% thì nó sẽ tăng lên đúng không ạ, là cần phải tương tác với đây là 1 270 này, 270 này. Hai trăm bảy mươi thì là bằng đây luôn đấy, đây cái này ô này bằng cái này đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ xác định được luôn được là bây giờ là chúng ta cần cần bao nhiêu đúng không ạ, cần bao nhiêu
bao nhiêu cái khách hàng tiềm năng ở trên mỗi kênh, thì từ đấy chúng ta target ra được cái số lượng người mà chúng ta cần tương tác. Đây là người tương tác thôi nhá, chứ là khách hàng tiềm năng thôi, chứ không phải khách hàng mua hàng. Từ khách hàng tiềm năng, ví dụ như vậy nên ra admin từ cái chỗ này này, admin mới tạo ra được bây giờ cần 1.200.000 trong vấn đề về đào tạo. Lúc này sẽ dễ hơn cho mọi người này, target là 1.250.000. Mà bây giờ cái khóa học nào bây giờ, ví dụ như là chỉ cần marketplace một, đúng không? Chỉ cần một the siêu marketplace, hai siêu marketplace thôi. Bây giờ ví dụ như là trung bình cộng của một cái đơn hàng này bất kỳ, thì bây giờ á là mình chỉ cần bao nhiêu sale, bây giờ mình tính trung bình cộng ra bằng trung ngoặc tất cả cái này đóng ngoặc lại chia cho 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ví dụ 8 8 cái mặt hàng về đào tạo mà chúng ta muốn, đúng không ạ? 8 cái mặt hàng mà chúng ta mong muốn, là có nghĩa là một sale mà được 720.000 rồi. Nhưng mà đấy là với các cái sale cao, bây giờ mình sẽ tính các cái sale thấp thôi, các cái sale nhỏ dưới 200.000. Ở đây, 200.000, 270, 270. Chia cho 1 2 3 4. Chia cho 4 là 240. Tức là bây giờ cái số lượng lãi một khóa học cơ bản là 240, mà đơn hàng cần có là bằng 240 này. 1.200 chia 240 là cần 5 người học, cần quá trình được 5 người. Mọi người hình dung không? Chỗ này thì mọi người dễ hơn. Quá trình 5 người này. Đấy, đơn mong muốn y như thế này. Đơn mong muốn này là 5. Đấy. Tỷ lệ chốt sale là 20%, thì tức là mình đang cần khách hàng tiềm năng là 25. Các bạn, mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu cái chỗ này không ạ? Khách hàng tiềm năng không phải là người mua, mà là đó là cái người tối thiểu trong một tháng, nó là chúng ta phải target được, đây là một tháng trời luôn á anh em ạ. Nên ra bây giờ ông nào một cái mục tiêu là 10 triệu ấy, là gấp lên. Đây mình mới nói rằng là cái công thức này ấy, là 50% của vấn đề công thức này nữa. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người hiểu vấn đề không? Mọi người hiểu vấn đề chỗ này không ạ? Để ví dụ như là bây giờ nhá, muốn có 1.200k đối với đào tạo, đúng không? Chúng ta phải tương tác với 25 người, và 25 người đấy chỉ cần có 20% người ta đồng ý thôi là mình sẽ được 5 đơn, và mình sẽ kiếm được chừng này tiền. Đấy là các đơn nhỏ. Còn các đơn lớn, đúng không? Các đơn lớn mà trên 1 triệu, các đơn lớn trên 1 triệu này sẽ bằng sum này. Các đơn lớn trên 1 triệu này 900.000 này. Đấy, 1 triệu rưỡi này, 900 này. Đây cũng là 4 luôn, là 8 chia cho 4 này. Đối lấy là với các đơn nhỏ nhỏ 700.000 đấy là cần 5 người chia cho 4 là 1.200. Là với các đơn, đây là đơn nhỏ nhé. Đơn nhỏ là cần 1. Đơn nhỏ này. Đơn hàng đào tạo nhỏ là 240.000 là trung bình. Các đơn lớn này, đơn lớn là các cái kênh quá trình lớn hơn là 1.200, là một sale duy nhất thôi, một sale duy nhất thôi 1.200. Mà bây giờ tiếp tục cái công thức này. Đấy, ví dụ như là cần có một thôi, 1.250 là cần có một thôi ấy. Chỗ này cần một sale thôi ấy. Một sale thôi thì bây giờ chỉ cần một sale thôi thì chỉ cần chốt được 5 người, mà người ta có một insight lúc này quay ra 5 người này, nhưng mà 5 người này không phải là người new buy, 5 người này phải là 5 người người ta có hệ thống sẵn rồi, người ta có kinh doanh sẵn rồi, người ta chịu chi, và mình chỉ cần qua cái Google Form mình kiếm được 5 người này là 5 người, không phải giống như 2 5 người new buy này, 2 5 new buy, đây là new buy. Đây là những người mà đã từng kinh doanh và bây giờ muốn tăng hiệu suất, chỉ cần 5 người thôi. Hiệu suất trong một tháng tiếp cận 5 người vào Zoom training như nào, chốt một người duy nhất, đúng không? Chỉ cần một người duy nhất đạt target của cái này luôn,
ta đạt được target của này luôn, mà cái này 2.500, 1.000, 1.250.000, thì cái này nó cũng tương tự, cái câu chuyện ở dưới nó cũng tương tự như thế này. Câu chuyện ở dưới nó cũng tương tự như thế này. Đó. Ở đây thì là nó là được cơ bản, admin đang không lấy chi tiết nhé, nó cũng tương tự như thế. Thì chỉ cần tiếp cận ít người đó, thì tính ra tổng cái số lượng người tiếp cận đối với bán lẻ, đối với bán lẻ là tức là mình có thể chạy quảng cáo này, chạy ad quảng cáo này, chạy quảng cáo để tiếp cận với số lượng người mong muốn, đúng không? Và tỷ lệ chuyển đổi là 20%, có những cái chỉ cần 10% thôi thì mình chỉ cần là đủ luôn target của vấn đề bán lẻ rồi. Còn vấn đề về đào tạo ấy là chúng ta chỉ cần tập trung trend, giống như Phượng ấy, đang trending 10 người thì Chi đang trending 20 người, mà tỷ lệ chốt sale phải được là 5 20%, là có 5 người mua là mình có 1.000.000 rồi. Mà chưa kể là người ta sẽ vào quá trình các cái khóa cao hơn ở bên này, thì phải có cái mục tiêu target như thế này này, cộng với cái công thức bên này nữa, cộng với cái hệ số là 20% thần thánh thôi, hoặc là 18% thôi là gì ạ, là cả quá nhỏ rồi. Còn nếu mà vượt vượt ngưỡng hơn ấy, là tức là đạt target deadline, mọi người hình dung ạ, đạt target deadline gọi là vượt được KPI, vượt được KPI thì là mình sẽ thành công hơn nữa. Đấy là với là cái góc độ 5 triệu, 5 triệu cơ bản, 5 triệu nhẹ nhàng mà chẳng lẽ không làm được, đúng không nào? Ok, mọi người cảm thấy như nào, mọi người cảm thấy dễ hiểu không? Và có bao giờ mọi người suy nghĩ là cần phải như thế không? Đó là cái công thức để mình làm, tại sao mà tôi hay dùng cái nhóm mà 30 người, 30 người, 50 người, 50 người, đúng không? Và sao admin làm cái nhóm đấy biết chắc chắn rằng trong đấy sẽ có người mua luôn, tại vì nó là cái xác suất ở trong đó luôn luôn có người muốn học, luôn luôn có người muốn bỏ tiền ra. Và bây giờ việc của mình là gom lại, training, hướng dẫn người ta cần mình, vì mình nhiệt thành, mình hiểu dễ, mình làm cho người ta dễ hiểu hơn những người khác, thầy khác người ta không hiểu, bây giờ mình làm cho người khác dễ hiểu hơn, mình có đủ sự uy tín, mình có đủ cái profile cá nhân, đúng không, thì mình sẽ thành công. Cái câu chuyện tán gái nó cũng vậy thôi, đúng không? Các ông profile tốt nên cái tỷ lệ ông thành công trong việc mà ông chốt sale được, mình tán đổ con đó nó dễ. Còn bây giờ ông không có gì hết, đúng không? Ông cũng không có lần tiếp xúc gì hết thì làm sao bây giờ ông có chuyển đổi được? 1% còn không được chứ, nói gì mà 20%. Còn bây giờ mình vào quá trình, nên việc đào tạo nó thấy dễ hơn không? Mọi người thấy nó dễ hơn. Tiếp cận muốn bán lẻ cần gì? 270 người, mỗi đơn là hàng lời tối thiểu là gì? Là khoảng tầm 50.000 này. Đấy, đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu đây này? Đấy, là cần cái số lượng người như vậy. Mà đối với đào tạo nhé, chỉ cần 25 người thôi là có một cái, là có nghĩa là 50 người thôi là đã có 2 triệu rưỡi rồi. Mà kia cần hơn 270 người để có một cái số lượng đơn, thì bây giờ nó bộ này thì mình mới chứng minh rằng là bây giờ anh em mình đang làm cái vấn đề gì vậy, mình muốn bán lẻ hay mình muốn bán, mình muốn kiếm tiền nhiều, mình muốn làm sao, đúng không? Một là mình bán sản phẩm cao giá hơn, hai là mình xác định lại vị thế của mình trong xã hội này, ba là mình phải xác định lại các cái sản phẩm mà mình muốn kinh doanh thì mình mới tăng tiền của mình lên được. Và bây giờ là quan điểm là làm mới dễ trước chứ, đúng không? Cái bán kia còn phải trải qua quá trình tư vấn, có khi bị bom đơn, còn cái vấn đề này gần như là không bị bom, có mình bị trend hướng dẫn người, lợi mình lợi người, nên ra cái nào nó dễ hơn, cái nào nó là đẳng cấp hơn, đúng không nào? Đấy, ok, các bạn khác thì sao, thấy hay không ạ? Cảm thấy ok không ạ? Và siêu nữa áp dụng ngay chiến lược này để xây dựng cho mình một cái kế hoạch. Từ kế hoạch kia là mình đã quản trị thời gian rồi, cái hôm trước là quản trị thời gian, cái này ấy, là phía sau của quản trị thời gian lại, có nghĩa là từ cái này mình biết được là bây giờ kéo phễu là kéo bao nhiêu người, đúng không, training là bao nhiêu người, chứ không phải training lan man biết tỷ lệ ra bao nhiêu tiền, từ đâu tiền, từ đây nè, đúng không? Rồi đào tạo, đào tạo gì, đào tạo ai, đào tạo vấn đề gì, bán dịch vụ là bán dịch vụ gì, vấn đề nào, đúng không? Bán sản phẩm là bán sản phẩm gì, chính xác là nó là cái gì do mình tự quyết định. Đây mình lấy ví dụ target 5 triệu hơn 10 triệu thì nó gấp đôi lên, đúng không? Và tăng tỷ lệ chốt sale lên, là ví dụ như mình track quá trình mà tỷ lệ chốt sale thắng 30% là nó là rất là đỡ rồi. Thì bây giờ muốn làm sao để tỷ lệ chốt sale nó cao thì mình ngay từ ban đầu mình target những người mà người ta ham học hỏi, muốn làm việc, chịu khó lắng nghe, là những người mà có thu nhập cá nhân từ 5 triệu trở lên, có vốn tích lũy, muốn kinh doanh,
ngay từ ban đầu mình xác định đối tượng inside khách hàng nó chuẩn thì tỷ lệ chốt sale nó sẽ cao. Câu chuyện tất cả mọi thứ này nó đều là công thức tính hết, mà mình có muốn tính hay không thôi, mình không biết thì không nói rồi, nhưng bây giờ mình biết mà mình không làm đó là lỗi của mình, đúng không? Đây là cái khóa học đẳng cấp luôn đấy, đúng không? Chị Yến ấy, mà đi học Phạm Thành Long về cũng có công thức này. Bây giờ ông doanh nghiệp của ông muốn kiếm 100 triệu một tháng thì ông phải có sản phẩm chủ lực. Sản phẩm chủ lực đó là cần kiếm 70% doanh thu lợi nhuận của cả một cái công ty của ông, thì có nghĩa là ông cần 70 triệu cho cái sản phẩm đó. Thì bây giờ ông cần tiếp cận bao nhiêu khách hàng? Đó là khách hàng mua hàng. Từ khách hàng mua hàng sẽ tính được cái tỷ lệ khách hàng mua, tỷ lệ chốt sale của ông là cùi bắp 20% thôi. Ví dụ như là khách hàng chỉ cần 100 khách hàng mua là ông có 70 triệu, thì bây giờ 20% là ông phải tiếp cận 1.000, nhân gấp 2 lên là 1.400 người. 1.400 người mà ông chỉ cần chốt 20% thì ông là có 70 khách hàng rồi, đúng không? Và làm thế nào để tiếp cận được 1.400 người đấy qua kênh offline? Ông phát phiếu, có nghĩa là ông đi giải tờ rơi ấy, ông phát phiếu như thế nào? Đối với online, ông chạy quảng cáo bằng Facebook, Google như thế nào? Ông đăng vào trong các cái nhóm như thế nào? Đúng chưa? Rồi ông tặng quà bán online, ship hàng từ xa như thế nào? Ông tính ra hiệu suất của hệ thống kênh của ông, đúng không? Và tỷ lệ chốt sale của đội nhóm của ông phải đạt được đúng 20%, thì ông sẽ có 70 triệu từ 100 khách hàng đó. Đó, 20% là ông tiếp cận 2.000 người chứ, xin lỗi, 70 triệu mà. 70 triệu mà cần 100 khách hàng thì là 20% lên thì có phải là nhân lên đúng không? Đúng không ạ? Đây, 100 khách hàng là có 70 triệu đi, không cần biết, phải 100 khách hàng. Thì bây giờ là tỷ lệ chốt sale 20% thì cần bao nhiêu người? Cần bao nhiêu người để đạt được cái số lượng này? Trăm phần trăm là đây ông sẽ cần phải cần 1.000 người, 100 khách, bây giờ là muốn tính ra được như vậy thì cần có những thông số sau. Ví dụ như mình phần phải có tỷ lệ, ví dụ như là 10 người á, đúng không, là mình sẽ chốt được 2 đơn đấy. Mà bây giờ mà mình cần 70 đơn là tức là 20% ấy, thì cần bao nhiêu người thì là sẽ là 70 x 10, đúng không? 70 nhân 10 nhân cho 20% này nữa là cần 1.400 người nữa, đúng không? Cần 70 khách hàng mà, cần 100 khách hàng, nếu mà cần 100 khách hàng thì là sẽ nhân lên là 2.000 người, đúng không? 20% đó, chính xác là cái công thức là như vậy. Chúng ta phải tính ra được hiệu suất bao nhiêu người thì chốt được bao nhiêu sale. Vậy là 20, bây giờ 10 người này, đúng không? 10 người thì chốt được 2 sale. Thì bây giờ mình muốn có bao nhiêu người thì nhân chéo chia ngang thôi để nó ra rồi. Đấy, thì từ cái con số, cái công thức tính như vậy á, mình tính ra được là cái khách hàng tiềm năng mà mình tiếp cận, tiềm năng chứ không phải là khách tạp nham. Tiềm năng tức là người mà muốn mua thật sự, yeah. Người muốn mua thật sự đó mình tiếp cận được với họ và tỷ lệ chuyển đổi chỉ cần 20% thôi, đó là mình sẽ ra được cái số lượng mình mong muốn. Bây giờ mình càng tăng lên cái số lượng bao nhiêu đơn thì mình sẽ tăng cái số lượng tiếp cận khách hàng tiềm năng lên. Đó là cái bí mật của admin training đội nhóm là như vậy. Và tỷ lệ mà training 50 người mà 30% thôi là có 15 sale, và 15 sale mình tính ra doanh số, mà dân số của mình là 700.000 đi, là khóa thường ấy, 699 á, là bán tài nguyên thôi chẳng hạn. 15 nhân 7 là được
khoảng doanh số của mình là được 10.500.000 thôi, nhân lên khoảng 30%, 4%, 40% là có 4 triệu đủ luôn. Target đúng 50 người đấy và tăng cái tỷ lệ chốt sale được lên 50-30% thôi. Đó là lý do tại sao mà mọi người không tạo ra chuyển đổi. Và bây giờ mình trong một tháng đấy chia ra 4 người, chia ra cho 4 lần mà mình train 50 là mỗi tuần mình training mình cố tạo ra được 20 người thôi. Cứ vậy thôi, đó là cái câu chuyện. Nó là câu chuyện còn hơn nữa thì mình sẽ ok hơn. Và cứ như vậy gối đầu và tạo ra cái công việc của mình. Bản thân đó, là vì mình không có quản trị được bản thân mình thì thằng khác nó sẽ thuê mình để làm việc cho nó. Đơn giản là như vậy. Còn cái chỗ này nên có những cái training đào tạo ở phía dưới này là 40% mà. Nên là mọi người train tẹt ga luôn. Và cái cộng đồng Forex Center được tạo ra từ vấn đề và anh em mình cho phép Úc. Anh mình có quyền khai thác, anh mình có thể training, có thể đội nhóm và cộng thêm bán lẻ nữa, cộng thêm các vấn đề về dịch vụ nữa thì em tin chắc rằng đấy, cộng với các cái hệ số hôm trước nữa, cộng với hai cái này mà họ gộp lại với nhau thì là mình bất bại luôn, đúng không? Kể cả vấn đề bán lẻ. Tại vì sao? Tính ra được cái hệ số khách hàng tiềm năng ấy, mình sẽ tính ra được cái kênh mình mong muốn phân phối. Ví dụ marketplace là kiếm 44 người được, cái điều này là điều quá là bình thường, đúng không? Group là 44 người là quá là bình thường. Shopping vậy, lúc mà mình bỏ bao nhiêu tiền chạy quảng cáo vào để tiếp cận được từng đó khách hàng tiềm năng. Nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi ở trên chạy quảng cáo Facebook nó chỉ là 10% thôi chẳng hạn. 100 người, đúng không? Mình chốt được 10 người. Thì bây giờ mình phải bỏ bao nhiêu tiền để mình tiếp cận được đúng chính xác khách hàng tiềm năng thì từ đó mình mới dám tự tin rằng mình chạy quảng cáo thành công. Mọi người hình dung không? Nếu như bỏ ra 1 triệu tiền chạy quảng cáo mà không có một cái sale nào hết, đó là thất bại, đúng không? Mà chạy quảng cáo nó sẽ target được đúng insight khách hàng thì cái lúc này admin mới nói rằng cái insight khách hàng ấy nó là một trong những cái module đỉnh cao nhất trong cái cuộc đời làm digital của mình. Cầm được insight khách hàng là tính ra được tỷ lệ phần trăm thắng, tức là insight chuẩn thì tỷ lệ chốt hàng cao, chứ không phải là quăng cát bụi tre. Giả sử như là ở trong đây toàn anh em mà muốn làm digital tôi chốt phát được hết. Cái gì nữa, 10 người đến 9 thằng nào đăng ký là vậy ấy. Chính vì lý do đó ấy. Cộng với cái tính mà tôi tham gia nữa, đó là bí mật trong Zoom. Khi mà admin nói rằng có ai muốn đăng ký khóa này lại một lần nữa không, rồi em tôi đúng không, không cần phải lấy tên nữa, đúng không? Ví dụ một nửa là lấy tên, một nửa không lấy tên nói tôi ấy, là đó là cái fail marketing ở chỗ đấy. Thay bên kia người ta nhìn thấy ấy, thì webinar nó như vậy mà thấy em tôi thích quá này kia, nó là ảo mà. Thì cái bản thân mà ví dụ như là feedback selling ấy, bây giờ ví dụ như là admin nói là ai muốn mua cái bộ tài nguyên này, tất cả anh mình nói tôi, đúng không? Tôi tham gia thì cả nhóm ấy có cái tính tinh thần ấy, ai cũng người ta cũng mua luôn, tỷ lệ chốt sale để báo đạo luôn. Nếu không mà không tin thì thử cái mua bộ tài nguyên đi, ngày mai á admin sẽ tạo ra cái Zoom này mua cái bộ tài nguyên, mọi người sẽ nhìn thấy nó khủng khiếp, đúng không? Mọi người vào tôi muốn mua, tôi đăng ký. Cái cộng đồng nó là 50 người mua, 50 người ở trong Zoom ấy thì tầm 30-40 người mua luôn. Ai đăng ký hết, em có ai cũng muốn vào trong cái team đó hết. Đấy, được đó, được giá cả, được cái kia. Chẳng qua là mình không muốn làm hệ thống ấy. Chẳng qua là mình chưa có hiểu vấn đề đấy. Còn nếu mà chỉ cần hiểu vấn đề đó là trời ơi, chỉ cần mọi người đưa vào, nhóm đấy là của ông rồi, rõ ràng. Chúng ta không có training nhóm cái member của nhau. Member của ai đưa vào hệ thống đó, đúng không? Người đó chốt được, tính hoa hồng affiliate cho người bên kia luôn, cho chính các bạn luôn, là của từ hệ thống, từ cái việc giới thiệu của bạn, tại vì bạn đã training đầu vào rồi, bạn kẹt cái chốt sale cuối cùng thôi, đúng không? Từ đó lại training thêm nữa, đúng không? Thì đó là cái mình tạo ra kịch bản kiếm tiền này, nó là hệ thống vận hành đỉnh cao rồi còn gì nữa. Về vấn đề đào tạo nhé, chưa kể là vấn đề về dịch vụ là anh em mình có hệ thống kênh đưa những cái người vào chủ shop chủ rồi anh vào kể chuyện thôi. Và bây giờ hỏi lại một câu là có ai mà muốn học và đào tạo làm giống như Phượng không? Có một buổi sữa mà có một hệ thống kênh ok và bây giờ đã kiếm được doanh số là 50 triệu và lãi ra được khoảng tầm 15-20 triệu một tháng. Ví dụ vậy đi. Trời ơi, chốt tới đâu luôn chứ nói gì doanh nghiệp công ty, đúng không? Người bình thường người ta cũng muốn học chứ đừng nói là công ty doanh nghiệp. Công ty doanh nghiệp thì mình phải chốt 40-50 triệu. Đó là cái mặt bản chất mà admin mong muốn đó. Tại vì đây là những cái khóa học mà nó mang động tính chất về tư duy này. Đó. Cộng với việc mà chúng ta phân phối lại toàn bộ cái kế hoạch làm việc của mình nữa. Xem xét lại cái kế hoạch làm việc, xem xét lại cái mục tiêu của mình đặt ra.
từ đó mình đặt ra cái target, đặt ra cái deadline. Và trong cái ngày hôm đó mình không đạt đủ target đấy thì mình không có ngủ, không ăn cơm chẳng hạn. Làm cho bằng được, tương tác cho bằng được, nhắn tin cho bằng được. Hôm đó mà không nhắn tin được với 20 người thì không đạt target thì phải cố nhắn tin thêm. Đó là lý do tại sao trong cái mấy cái kênh TikTok á, hay là mấy cái kênh mà trong cái phim á, mà sếp giao cả chồng tài liệu mà làm không xong không về ấy, hoặc là giao không có chốt được KPI, đủ KPI thì bị giảm lương ấy. Tại vì nó phải, tại sao mình không đủ KPI? Tại vì nó đưa ra một cái tệp data, mà cái data đó anh gọi điện không kịp, anh sẽ chốt sale không kịp. Ví dụ như là trong tháng đó thằng sếp nó đưa cho thằng đó 1,000 khách hàng, và nó biết thừa hiểu đó là khách hàng đúng insight, và nó tỷ lệ tối đa tối thiểu là 10% nó sẽ đạt được lương, nhưng mà nó không đạt đủ tại vì nó không có tư vấn nhiệt tình, đúng không? Thì lúc mà mấy bộ phim nó hay đưa các cái dữ liệu khách hàng qua đấy, bên kia là thằng nó làm nhiều kinh nghiệm rồi, nó chốt 500 người nó đủ target, nó còn dư 500 nó để tháng sau làm tiếp. Còn con này chốt cả 1,000 người cũng chẳng chốt được sale nào, mới chốt được 50% thì 4-5 thằng mới gom lại. Mọi người hiểu cái ý nghĩa của cái bộ phim đấy không? Và nó phụ thuộc vào đây này, nó tỷ lệ xác suất thống kê. Nhắn tin, gọi điện, từng mấy người sẽ tạo ra được từng mấy chuyển đổi, đúng không? Và bây giờ là insight càng chuẩn ấy, thì gì? Tỷ lệ chốt hàng càng cao. Và từ cái vấn đề này thì mình quyết định đầu tư chạy quảng cáo hay đầu tư vào vấn đề về cộng tác viên, chia lại lợi ích cho cộng tác viên mà cộng tác viên nó quảng bá cho mình. Và tư duy này áp dụng được một cái vấn đề là bây giờ ấy, giao cho mày xây dựng cho anh một cái, tuyển cho anh vào trong cái nhóm này. Cái nhóm này mà lên ấy, 1,000 người nó sẽ để trả cho mày 500,000. Thì 500,000 đó là nhỏ thôi. 1,000 người nó vào ấy, tỷ lệ chốt đơn nhá 10% thôi là được 100 người. 100 người mà nhân với cái khóa phủi bắp nhất 699 thôi là gì ạ? 100 người đó là 69 triệu rồi. Mọi người hình dung không? Và tuyển là tuyển đúng những cái người mà muốn kiếm tiền, muốn làm cộng tác viên, muốn làm dropship, muốn học marketing. Tuyển vào trong đó là một nhóm đấy, tỷ lệ 20%, 10% thôi, không nói 20%, 20% mà 200 người. Mà trong đó mấy khóa đào tạo mà admin tính ra được cái tỷ lệ chuyển đổi là như thế này. Ví dụ như cộng cả hai cái phần trăm này lại nó rơi vào khoảng tầm 1,000, khoảng tầm 900,000 một người đấy. Thì nhân 200 lên, 927 là 270 triệu. Đó là tư duy, đó là tại sao những thằng thầy muốn làm đào tạo bí mật, không bao giờ ai bật mí. Chúng ta bây muốn bán bao nhiêu cục sạc, bao nhiêu cái cáp sạc, chúng ta tính ra cái target chứ, đúng không? Bây giờ chúng nhắn tin không đủ target trên marketplace thì chiều đó nhắn tin cho từng các bạn thì bao nhiêu được cho mình mua trong ngày đó. Tại vì ta target là trong tháng này chỉ cần 50 đến khách hàng thôi là ta có lợi nhuận là khoảng tầm 3 triệu rồi. Mà bây giờ trong cái tuần này á, là 50 khách mà chia cho 4 là rơi vào khoảng tầm 12 khách một tuần chẳng hạn. Ví dụ vậy. Đấy, 13 khách một tuần. Đúng không? Ví dụ vậy thì tuần này còn 3 người nữa thì nhắn tin cho bạn bè mình ủng hộ làm sao được 3 cái đó thôi. 3 đơn nữa là đủ target trong tuần này. Tuần sau như vậy. Như vậy tuần sau là chỉ cần may mắn là chỉ cần 3 ngày đầu tuần thôi là đã chốt xong đủ target rồi. Mọi người hình dung không? Mọi người cảm thấy ok không ạ? Mọi người hình dung cái module này không? Chồng quá nhỉ? Bật mic nói chuyện nào. Module này là module đẳng cấp đấy, đúng không? Và module này là module thành công đấy, chứ không phải là module digital đâu. Ví dụ Shopee target từng ấy, chạy quảng cáo target từng đó, group target từng đó, phễu là như vậy, đúng không? Lọc như thế, lọc ra làm sao để đạt được đúng cái chỗ thằng đó thì mình target tỷ lệ chuyển đổi là 15-20% thôi. Thì là rõ ràng là như thế rồi. Đấy, và cộng với cái việc đấy là mình mới đặt ra cái KPI của mình, đặt ra cái deadline của mình, đặt ra cái kế hoạch làm việc của mình cho nó khoa học, cho nó target đúng vào cái chỗ mà nó ra nhiều tiền, đúng không? Nên mình admin đứng ở trong đây này, đưa vào trong cái tư duy vào trong đầu này là tôi làm, có thể là tôi làm rất là ít thôi nhưng mà tôi biết cái chỗ đó ra tiền. Trời ạ, tại mình làm cái gì tôi không hiểu nổi, làm gì, đúng không? Tại vì mình không có viết cái list danh sách ra ấy, rồi là cũng không có chỉ tiêu gì cho cuộc đời mình ấy, đúng không?
mình làm gì cũng vậy thôi, chỉ tiêu nó có xác suất thống kê hết, mình phải hiểu xác suất thống kê tổ hợp chỉnh hợp ở chỗ này nó là như thế. Mà chỗ này nhá, từ cái cộng đồng đó mình chốt Shopee nó không được, tại vì thằng đó nó không thích Shopee. Mình qua website mình chốt được không? Có nghĩa là trong cái cộng đồng đó rồi nhá, phải làm sao tỷ lệ chuyển đổi là 100% là đẳng cấp nhất trong cái quá trình mà làm marketing. Tại vì mình phải hiểu insight thằng đó, trong đó có thể là chốt lần đầu tiên trend qua một lần, lướt qua một lần phát là chốt được 20 thằng học về Shopee. Mấy thằng kia nó không thích Shopee, nó vào trong đó nó biết rồi mà, nhưng mà lướt qua một lần nữa 20 thằng tiếp tục đăng ký website, nó không biết website. Lướt qua một lần nữa thêm 10 thằng chốt sao top Google, nó không biết SEO là gì hết. Lướt qua một thằng nữa 30 thằng đăng ký chạy quảng cáo Facebook, tại vì nó không biết cái tệp data đấy nó đỉnh cao lắm, không phải có một cái đó. Đó là tư duy insight thứ cấp, có nghĩa là nó bán cái data thế giới di động, nó bán data cho thằng ngân hàng ấy, nó bán data cho thằng thế giới di động hoặc thằng FPT, nó là big data mà, nó chia sẻ tư dữ liệu tài nguyên cái gì đấy. Bản thân tại sao nó lại chia sẻ? Tại vì những thằng đến ngân hàng là những thằng có tiền, những thằng có tiền sẽ mua tivi, tủ lạnh, đầu máy, xe máy, vay tiền vân vân, thì nó mới share cái tài nguyên đó ra ngoài. Và data của mình đó là lý do tại sao trong cái nhóm tổng phải đưa vào trong cái nhóm tổng trước, tại vì thằng thấy nó không thích thời trang nhưng mà nó thích phụ kiện, thằng nó không thích phụ kiện nhưng mà nó thích mỹ phẩm, thằng nó không thích phụ kiện mỹ phẩm nhưng mà nó thích ví da đồng hồ. Đó là bản chất tại sao mà có cái nhóm tổng, và trong cái nhóm tổng đấy phải PR được, là những cái sản phẩm dễ bán là mình phải PR nhiều lên, phải content như vậy mình đưa vào để cái thằng đó nhìn thấy rằng từ đó nó không thích cái này nhưng mà nó thích cái kia. Và nếu như mà nó không thích nó out luôn nhóm rồi, không còn gì nói chuyện nữa. Nhưng mà bản thân nó ở trong cái nhóm đó mình vẫn có thể khai thác. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là anh em mình đi từ digital, đi từ VIP member vào trong special team, sau này còn các team khác nữa 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 luôn. Đúng không? Bản thân cái data này nó đẳng cấp lắm, insight nó tư duy nó bờ rồ, nó gọi là tầm vũ trụ luôn rồi, nó ngoài hành tinh. Nên ra tôi mới nói rằng là công làm gì đi chăng nữa, chẳng qua là đây là một cái phép thử thôi, nó tốn thời gian nhưng mà nó cho mình kinh nghiệm. Còn lại góc độ của anh Minh là tôi biết thừa trong cái cộng đồng này bây giờ chuyển qua là tài chính sẽ có phần trăm người ta sẽ làm tùy thằng trong đó, chẳng qua mình không PR nó không biết. Chứ mình PR mình làm được, mình PR phát có một cả ngàn thằng theo, ngàn thằng theo thì tỷ lệ chuyển đổi bao nhiêu đấy, đúng không? Bao nhiêu thằng học, bao nhiêu thằng upfi, nó là đẳng cấp ở trong cái vấn đề về cộng đồng ở chỗ đó. Mình hiểu về insight, và một cái insight đấy người ta có nhiều nhu cầu. Bạn có nhu cầu ăn không? Có. Bạn có nhu cầu mặc không? Có. Bạn có nhu cầu giải trí không? Có. Bạn có nhu cầu về du lịch không? Có. Bạn có nhu cầu về nhà ở không? Có. Bạn có nhu cầu về xe không? Có. Một người có rất nhiều nhu cầu, đó là bản chất của đội nhóm. Và bây giờ ông PR mà ông không bán được cái gì là bản thân ông quá tệ, ông chẳng hiểu mẹ gì về kinh doanh. Mình đúng không ạ? Ông có thể không thích digital, ông có thể thích Shopee, ông không thích Shopee, ông có thể thích dropship, thích affiliate, ông thích website, đúng không? Sao mà biết ông không thích được? Chẳng qua là mình không có kích hoạt được cái tinh thần để cho người ta biết. Mà cái bản thân người ta muốn kích hoạt đó để làm gì? Là mình phải show kết quả, là ông phải làm được. Đó là lý do tại sao ông phải xây dựng hệ thống content. Hệ thống content nó là cái gì? Là cái hệ thống nội dung mà bản chất nó tạo ra được cái con người của ông. Phải làm để hiểu cái mình đang cầm chứ, sức mạnh đấy, đúng không? Và sức mạnh doanh nghiệp nó là gì, sức mạnh dự án nó là gì, sức mạnh của cộng đồng là gì. Tức là Fori đang có những cái con người như vậy, Fori đang có những cái hệ thống như thế, Fori đang có những cái người đang có những cái kết quả như thế, đó là sức mạnh. Còn một mình admin đấy, ok sẽ làm chỉ là một thôi. Còn nếu mà cả một cộng đồng mà hiểu cái tư duy này ấy, thành công là điều, đó là điều đương nhiên, đó là điều mặc định. Đó là lý do tại sao ông bảo ông chốt được bút đơn, tại sao ông thắng ông chốt được đào tạo, tại sao bà Chi bà chốt được digital, tại sao ông thắng ông chốt được digital, tại sao bà Phượng bà chốt được quá trình tin, tại sao bà Phượng bà ấy chốt được affiliate. Mọi người phải hiểu cái chỗ đó, tại vì sao nó có lý do. Chẳng qua là mình làm theo quán tính, mình chẳng hiểu lý do. Bây giờ em sẽ lật ngược lại, quay quay ngược lại vấn đề á, để cho mọi người biết cái lý do tại sao người ta sẽ vào. Đó là xác suất, đó là insight, đó là người ta cảm thấy tin tưởng, người ta cảm thấy là muốn có cái nhu cầu cầu tiến cầu thị nên người ta mới vào, hiểu không ạ? Chứ không phải là ngẫu nhiên.
làm gì có cái gì ngẫu nhiên, đúng không? Khoa học ấy có những cái nó ngẫu nhiên, mình không giải thích được thì mình gọi nó là ngẫu nhiên, nhưng mà bây giờ mình giải thích được ấy, mà mình vẫn cho nó có cùng ngẫu nhiên thì đó gọi là cố chấp. Mình không giải thích được thì ok, đó là may rủi hên xui, nhưng mình giải thích được rồi ấy, mình nói là ở may rủi hên xui, đó là gì ạ? Đó là cố chấp, đó là chẳng có tư duy mẹ gì, đúng không? Và khoa học có tìm ra cái cơ sở. Ông thầy, mấy ông thầy đó là bí mật tại sao ông mới tạo ra những cái nhóm miễn phí, cái rảnh đâu mẹ, một cái mà hội trường là cả 100 triệu thật sự, mà mời 1.000 người hoặc 2.000 người vào đấy, trong đó nó sẽ chốt sale, nó có tỷ lệ xác suất 100 thằng đăng ký trong 1.000 người ấy thôi là đã má nhìn không ra rồi. Với khóa đấy là 10 triệu, 100 thằng là 1 tỷ, trả chi phí cho đội nhóm, cho thuê hội trường là khoảng 200 triệu, lời 800 triệu đút túi mua cái xe chạy. Đó là lý do phải tại sao phải dùng, tại sao phải làm nhóm, tại sao phải xây dựng cộng đồng. Và cái khóa này thực tế mà 2 ngày hôm nay có cái module về kế hoạch làm việc, quản lý thời gian, cộng cái module về tính hiệu suất lao động ấy, 2 module này trị giá tôi nói thật là bằng luôn cái khóa học digital marketing. Rõ ràng digital marketing nó là cái phía trước mà người ta mong muốn thôi, còn cái phía sau mà ông không có 2 module này ông cũng sẽ bị thất bại như thường. Bằng chứng là ông bảo ông bị lan man luôn, kể cả ông Nhất luôn, ông cũng không bị lan man luôn. Ông rất giỏi về vấn đề kỹ thuật nhưng mà ông rất là hạn chế trong vấn đề về tư duy về kiếm tiền. Bất kể ai cũng bị do trong trường hợp này. Còn bản thân tôi hiểu vấn đề này, tôi không cần làm nhiều, tôi làm có kết quả, đúng không? Ok không ạ? Ok không? Hay không? Ai bật mic chia sẻ không ạ? Nó muốn chia sẻ không? Và chính 2 module này mà tạo ra một cái khóa học quá trình trực tuyến. Mọi người kể lại thôi, thì 2 khóa học này mọi người sau này mọi người thành công đó, đúng không? 2 khóa học này nó trị giá tiền 100 triệu. Tại vì 2 khóa học này nó là EQ, nó là cảm xúc đấy. Nó không phải IQ, nó không phải là tư duy, nó không phải là cái vấn đề về lý luận cơ bản. Nó là vấn đề bản phân phía sau của một cái sự thành công ấy, nó là có một cái nguyên nhân, đúng không? Nguyên nhân rõ ràng, làm sao mà tự, đúng không? Làm sao mà ngẫu nhiên được, làm sao mà may rủi được, đúng không? Bà Phượng bà lên livestream có phải là lần ngày nào mà mắt livestream nhiều ấy, tương tác đúng nhóm là mắt livestream nhiều thì ông bà bán được nhiều hàng, đúng không? Rõ ràng tại sao người ra mắt livestream nhiều lại bán được nhiều hàng, tại vì khách hàng nhiều, tỷ lệ xác suất nó cao lên. Đó là tư duy target khách hàng tiềm năng đó. Bây giờ làm sao ông phải training nhiều, ông không training nhiều thì lấy đâu ra khách hàng tiềm năng, không có khách hàng tiềm năng thì lấy đâu ra chuyển đổi, đúng không? Ông training 10 người mà may mắn ông có được cả 10 người thì đó là thực sự là may mắn luôn, đỉnh cao của chốt sale luôn. Ông chứ ông nhắn tin cho 10 người mà có 2 người mua thì ông có 20%, đó là ok, đúng, hợp lý, đúng không? 80-20% đó là chỗ này, cái gì bí mật 80-20 là chỗ đó, nhắn tin 10 thì được 2, đúng không? 8 người từ chối hoặc là 8 người nói là liên hệ lại sau, đúng không? Làm 10 kênh thì sẽ có 8 kênh chẳng có ra kết quả, 2 kênh mũi nhọn trọng tâm, đúng không? Trong kinh doanh marketing ấy, sản phẩm ấy, nó là gì? Nó là 80%, còn bán hàng ấy, nó mới là gì ạ? Sản phẩm ấy, nó là 20% thôi, còn 80% nó là bán hàng, lúc nào cũng vậy hết. Nó là một cái tỷ lệ vàng, nó là tỷ số đấy, nó là mặc định là như vậy. Nên thành ra là nó không nằm ngoài quy luật này. Mà hiểu được quy luật này thì chúng ta phải hiểu được quy luật về target, hiểu về quy luật về insight. Target là gì? Target là xác định, đúng không? Khoanh vùng và target. Target khoanh vùng vào trong cái phạm vi đó, nhắm, tâm ngắm, đúng không? Đó là target. Đó, nhắm đúng, khoanh vùng đúng, target đúng, phạm vi chuẩn thì tỷ lệ chuyển đổi cao. Còn ông lan man, ông target bừa bãi, nói chung là ông không có sự chọn lọc thì tất nhiên là ông không thể thành công được. Đẳng cấp nó ở chỗ này, đúng không? Quản trị hệ thống và quản trị doanh số ở chỗ này đó. Và bây giờ buộc phải như thế thì lúc này em mới tính ra được cái tại sao cái bản kế hoạch kia nó có.
đâu phải đăng bài ở trên Facebook, ông phải đăng bài trên blog, ông phải làm video, ông phải làm review, ông phải hướng dẫn member. Đó là tại sao có đầu việc đó. Đầu việc đó tạo ra khách hàng tiềm năng, nó tạo tỷ lệ chuyển đổi. Đấy. Và trong quá trình ông training đội nhóm, ông phải bỏ nhỏ giống như bọn đánh bóng chuyền vậy á. Mình đánh bỏ nhỏ vào cái chỗ mà người khác, đúng không? Không chú ý, mình phải bỏ nhỏ vào cái chỗ khác, vào cái chỗ khác của người khác, không chú ý. Nhưng mà đó là mục tiêu mà mình xác định. Đó là tầm của mình. Bỏ rất là tinh tế những cái vấn đề ở cái chỗ này, đó là trong quá trình team nó sẽ được chỉ rất là kỹ. Nó sẽ inbox hỏi, của vấn đề chị hỏi quá trình team nó là cái gì vậy? Thế lúc này mình mới nói là quá trình team là cái nhóm mà có phí và ở trong đó được là cái nhóm mà được đào tạo bởi admin for free, ở trong đó được giá tốt hơn, được bộ tài liệu, đúng không? Nhưng mà cái này nó có phí ít thôi, nó được mấy sale thôi. Nó hỏi phí bao nhiêu vậy chị? 699 nào? Ok mai em đăng ký nhé. Tư duy là chỗ đó, bỏ nhỏ là chỗ đó. Nhưng mà trong kia mình nói lướt qua thôi, nhưng mà nó sẽ đặt ra một dấu chấm hỏi. Đó là tư duy bỏ nhỏ trong quá trình mà quá trình thì nó tạo ra chuyển đổi. Nó không, ông cứ trend chẳng có biết được bỏ nhỏ chỗ nào hết thì gì không ok. Và đó là bí mật tại sao mà hôm trước các cái Zoom ngày trước ấy, như mình nói rằng trong Forbes ấy, mà cái tinh thần đội nhóm, cái tinh thần biết ơn ấy, cái tinh thần mà tôn vinh ấy, chính xác, cái tinh thần tôn vinh của Forbes mình kém. Nó là lý do tại vì anh không có tôn vinh cái nhóm đó lên, anh không có tôn vinh cái giá trị của nhóm ấy lên, anh không có tôn vinh giá trị của digital, anh không có tôn vinh giá trị của special team. Tôi thích ông chốt được người vào trong này, nó phải xuất phát từ giá trị tôn vinh. Và đó là lý do tại sao bà Phượng với bà bán pyjama chẳng hạn, bà lúc nào phải ở vải nhà em thoáng, em đúng không, hút ẩm tốt, đúng không, chất liệu vải này vải lụa, vải satin, vải cái quái gì đó, đó là tôn vinh cái sản phẩm của ông không tôn vinh ông bán được chắc, đúng không? Thì trong cái cộng đồng này, trò chơi của cái kinh doanh này, nó là cái vấn đề bản chất, nó là tôn vinh. Ông không nói tôi tốt, thằng nào tin đề vào, đúng không? Nó thôi, đúng không? Nó có những cái vấn đề tư duy trong kinh doanh, nó là hiển nhiên đấy, nhưng mà chúng ta không hiểu, cố thì không hiểu. Ông không tôn vinh quá trình tìm, không bao giờ chốt được sale đó. Ông không tôn vinh sản phẩm ông tốt, ông không bao giờ bán được sản phẩm đó. Chứ vì bản thân ông không tin thì người khác tin thì quái nào được, đúng không? Nó tất cả bây giờ học trong những cái module phía sau này ấy, là mình sẽ lý giải được toàn bộ những cái vấn đề của các cái Zoom hôm trước. Tại sao phải làm digital team? Tại vì sao phải làm digital marketing? Digital marketing là đa kênh. Đa kênh để tương tác được với nhiều khách hàng tiềm năng hơn, ai cũng hiểu, đúng không? Nhưng mà khi mà đi vào một cái sản phẩm nhỏ ấy, là mọi người lại ngu đi. Đó là một cái bản chất mà mình nghĩ rằng nó là cố hữu của con người mình luôn á. Nghĩ lớn, nhưng mà khi mà làm nhỏ ấy, là không biết nghĩ gì. Nó là cái kiểu như là lại tổ ấy, nó là cái sự ngu ngốc, một cách điên rồ. Làm lớn rất là hay, nhưng mà làm nhỏ chẳng hiểu mẹ gì. Đúng không? Cái làm lớn với làm nhỏ nó là cấu trúc nguyên tử phân tử ấy, nó như nhau, nó mới cấu thành lên vật chất, nó là tạo lên một cái thế giới này, nó là hợp nhất rồi. Nhỏ cũng vậy mà to cũng thế. Hệ thống kênh nghe tưởng chừng là pro, hệ thống kênh để bán sản phẩm là gì nữa, bán một sản phẩm thì cũng phải làm hệ thống kênh chứ. Hệ thống kênh để bán sản phẩm và một sản phẩm cũng lại làm hệ thống kênh, nó là hai tư duy ngang đầu tương đầu, nhưng mà chúng ta làm hệ thống kênh để bán sản phẩm, nhưng mà khi bán sản phẩm ấy, chúng ta chẳng áp dụng tư duy hệ thống kênh vào, đố ông bán được hàng ấy. Đúng không? Tại ông nghĩ rằng ấy, ông hệ thống kênh này ông sẽ bán được hàng, nhưng mà không phải, hệ thống kênh để quảng bá sản phẩm rồi, nhưng mà ông muốn PR sản phẩm đấy, ông phải sử dụng tư duy hệ thống để ông tương tác với nhiều kênh hơn, ông đăng tải lên, ông chia sẻ, ông chạy quảng cáo, ông PR, ông viral lên. Đó, mang nó đi, ông xe, ông mang nó đi, ông kéo lại, ông hút đơn, ông các kiểu của nó, ông chạy quảng cáo nó. Nó là tư duy đa kênh. Trong một cái vấn đề đa kênh, nó lại còn đa kênh ở trong một sản phẩm cá thể nữa.
chắc chắn không bán được luôn, ông không bán được để mình nghỉ kinh doanh luôn, chắc chắn là như vậy. Nên này thì nói rằng đấy, cái Shopee nó không có khó, mà cái vấn đề là mình cứ dày dòng Shopee rồi vứt đó, mình không có hiểu bản chất của nó là gì ấy. Website nó không khó, làm được website mà làm content cũng dễ, nhưng mà phát triển nó không phải PR nó trong những nhóm cộng đồng, không phải ừ đây này đọc bài này của tao này, đọc bài này của tao này, đúng không? Đọc bài này này, này em, đọc bài này này em, đọc bài này này chị, đọc bài này này anh, đúng không? Đọc bài này, đọc bài này, đúng không? PR lên chứ, thì người ta mới biết được, người ta mua hàng, người ta mới hiểu được, người ta mới làm việc với mình. Chứ mình không làm lấy gì đâu anh, mình ở trong này và cầm tư duy hệ thống, tư duy xác suất thống kê hệ thống là gì, là chắc chắn là mình sẽ ok thôi. Ok không ạ? Và buổi học ngày hôm nay các bạn cảm thấy ok không? Tuyệt vời không ạ? Khóa học này là cái buổi học này là nội dung mà gần như là toàn bộ rồi. Rồi bây giờ cộng với kế hoạch làm việc nữa, cộng với đa kênh có sẵn nữa, đúng không? Bây giờ cái khóa học này định giá là như thế nào về cho special? Em Mim nói bây giờ chỉ cần trong nhóm cần có một ông trở thành tỷ phú thôi, thì mặc định team này lên 50 triệu lên 100 triệu một member. Rồi bản chất đó là của các thầy lớn hơn, đúng không? Như là Phạm Thành Long, như là Nguyễn Vĩnh Cường, như là Lê Xuân Lam gì đó. Một khóa của họ là 50, 100, 200 triệu. Tại sao người ta bỏ một số lượng tiền khủng như thế? Tại vì họ có những người rất nhiều tiền. Và mình muốn rằng từ những người ít tiền đây này làm lên target training được những nhiều nhiều tiền, và từ những người nhiều tiền đó mình sẽ nhiều tiền mặc định, và từ lúc mà mình nhiều tiền là mình sẽ chơi với những người nhiều tiền hơn nữa, và bản thân mình đã thành công rồi ấy, thì mặc định team này không còn trị giá là 5 triệu bèo nhèo quá luôn. Thế tôi bảo bây giờ nếu mà ta kết thất bại hết rồi ấy, tôi và ông ngồi lại ta hết với những người làm chủ shop xây dựng hệ thống kênh cho họ, mà chỉ cần ta kết là khi nào mà xuất hiện đơn ấy, khi nào nó ổn định ấy, thì ăn chia phần trăm đó. Và bây giờ là em cần có một chi phí vận hành ban đầu, em sẽ PR cho chị. Thế admin bảo là cái tư duy ăn nhờ ở đậu của admin nó là tư duy đẳng cấp. Bản thân tôi cũng là như vậy. Nếu như thật sự tôi rớt đại học năm đấy, tôi rớt đại học, nếu thật sự mà tôi bế tắc, thật sự mà tôi không còn vấn đề gì nữa, thì tôi sẽ đi làm thuê. Mà làm thuê thì gọi là cho sang mồm á, tôi sẽ đi ở đợ, mà tôi sẽ kiếm nhà giàu làm kinh doanh, tôi ở bất kể vấn đề gì. Tôi có thể muốn cắt tóc thì tôi sẽ ở đợ cho người làm cắt tóc đấy, cho nhà làm tóc. Tôi muốn ở đợ cho người làm vật liệu xây dựng thì tôi sẽ ở đợ cho người đấy 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm, học hết tất cả những kiến thức tư duy của nó, sau đó mình về tích lũy lại rồi mình mới kêu gọi vốn. Bản chất là như vậy, và mình tư duy là như thế. Nên khi mà tôi làm cái hệ thống này tôi không có lo, không có lo, tôi rất là tự tin luôn, tại vì mình biết nó, khi mà đến một cái tư duy như vậy, anh mình sẽ biết được cái hiệu suất lao động của mình. Từ cái hiệu suất lao động đó mình tự tin vô cùng trong cái quá trình mà mình triển khai hệ thống, triển khai đội nhóm, và mình không có sợ, mình không có sợ thất bại, chỉ sợ là thành công lâu thôi. Có nghĩa là thất bại là không rồi đó, nhưng mà bây giờ bao giờ thành công, đặt từ một dấu chấm hỏi, chỉ sợ thành công lâu thôi. Còn lại đấy không, admin làm gì nó cũng có ra kết quả. Nó bảo là một live với admin, nó biết là Duy làm từ đó giờ này, tháng này, tất cả những cái vấn đề mà admin ở trong buổi học nói sao thì chắc chắn tương lai nó sẽ vậy. Thì buổi sau mới nói là nó giống như là xem bói, nó là thực tế luôn, nó chính xác luôn đấy. Mình phải hình dung là như vậy, có cái câu kép, nó có tư duy logic ở trong này. Đó là những cái mà mình cần chú ý trong buổi học. Ok, nếu mà ổn rồi thì bây giờ chúng ta chiến thôi.
Ok. Mình sẽ thảo luận trong special team. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em mình thành công. Đấy. Ok nhá.